Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Xuân Phạm GP CỦA SỐNG Ở NHẬT Thì có một cái bạn vào trong cái kênh của mình có hỏi về cái vấn đề là mua bảo hiểm tự nguyện dành cho xe máy 50cc Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là mình sử dụng xe máy 50cc được đến nay là khoảng gần 3 năm rồi Thì cái ngày đầu tiên mà mình mua xe máy đấy Thì mình ra một cái cửa hàng của bên người Nhật Mình mua một chiếc xe máy 50cc thì mình có cái video chia sẻ trên kênh rồi, đấy chính là cái cửa hàng Yamaha Ở khu vực mình sinh sống thì mình mua ở đây mình chọn xe xong thì người ta sẽ tiến hành thay dầu, thay mỡ và có cả cái phần mua bảo hiểm tự nguyện, à, bảo hiểm bắt buộc. Trong cái bảo hiểm bắt buộc đấy thì à, nó mình mua 2 năm là rơi vào tầm 9 sen, Hồi người ta bán hơi đắt, là 9 sen 9 gì đấy. Cộng với cả thay dầu, thay mỡ vào là hồi mình mua xe là khoảng hơn 10 man, mình cũng có một cái video chia sẻ về cái chi phí sử dụng xe máy ở bên Nhật rồi thì các bạn có thể tìm lại cái video đấy. Thì mình xin nói qua đấy thế khi mà mình đi mình mua xe máy xong thì là mất khoảng 2 ngày người ta chuẩn bị xe cho mình thì mình nhận được xe thì mình tiến hành đi làm luôn thì ban đầu mình không biết là cần phải mua bảo hiểm tự nguyện khi mà đi làm ở công ty đâu thế nhưng mà khi mà mình có thông báo với cả cái người quản lý của mình để thông báo đến công ty vì mình nghĩ là đi xe máy sẽ được hỗ trợ tiền xăng thế là mình báo đến công ty là mình xin công ty hỗ trợ tiền đi lại thế nhưng mà có một cái vấn đề lúc ấy phát sinh là đối với cả xe máy thì mình đi ở đây là không được công ty hỗ trợ cái tiền đấy nhá chỉ có ô tô thôi với hai là cái khoảng cách từ nhà đến công ty là nó phải trên 5 cây số thì bắt đầu mới được hỗ trợ mình giờ mình đi ô tô nhưng mà cũng cũng không được tiền hỗ trợ của công ty về vấn đề đi lại um, khi mà đi ô tô thế thì đối với cả cái xe máy 5 cc khi mình thông báo thế thì phía công ty phát hiện ra là mình đi xe máy và người ta yêu cầu bắt buộc là mình phải đi mua bảo hiểm tự nguyện thế thì cái thời điểm đấy mình mua thì lúc đấy mình mua rất là rất là cập dập và rất là gấp thế thì mình có nhờ anh quản lý của công ty của mình là hướng dẫn mình mua một cái bảo hiểm tự nguyện dành cho xe máy thế thì anh có dẫn cho mình ra một cái cửa hàng đó là cửa hàng JA này JA Kiosai này các bạn này các bạn xem cái cái logo này nhá cái, đấy. cái logo này ZA Kiosai là các bạn nên trên map tìm ở trên cái địa chỉ JA Kiosai là nó sẽ ra cái cửa hàng đấy. Thì mình thì mình cũng không dành tìm hiểu sâu về những cái bảo hiểm tự nguyện ở bên Nhật này vì mình xem có rất nhiều các công ty bán bảo hiểm tự nguyện ở Nhật này. Thế nhưng mình thấy cái JA Kiosai này nó có mặt ở khắp mọi nơi ở các cái nơi mà bạn sinh sống nên đấy là cái cửa hàng dễ nhất thì bạn có thể ra cái đấy bạn nói chuyện trực tiếp, đàm phán trực tiếp ở đấy thì sẽ được người ta hướng dẫn thì mình hồi đấy mình mua là được anh ấy dẫn ra và lần đầu tiên mình mua thì là thì hồi đấy tiếng Nhật của mình không phải là đẳng cấp cho nên là nó liên quan đến việc làm hồ sơ đấy thì nó hơi phức tạp cho nên là mình đã nhờ anh đấy dẫn anh đấy đi ra đấy và anh ấy hướng dẫn mình mua thế nhưng mà cái hồi mình mới mua ấy ở phía cái chỗ bảo hiểm ấy người ta tư vấn cho mình một cái gói rất là đắt nhưng vì hồi mình mới đi là đầu tiên mình cũng không có ai để hỏi mình cũng không biết là ai chia sẻ cho mình cái vấn đề đấy cho nên là mình đã mua cái gói bảo hiểm tự nguyện cho năm đầu tiên dành cho xe máy 50cc đấy các bạn nhé là nên đến 3 man 2 3 man 2 một năm cực kỳ nói chung là theo cái mức giá đấy mình thấy là cực kỳ cao mà thực chất thì là mình đi xe máy thì cũng chỉ dùng để đi làm mà cũng không đi đâu xa cho nên là gần như là cái việc mà 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 để xảy ra va chạm với cả người khác thì rất là hiếm thì mình cũng xin giải thích qua cho tất cả các bạn hiểu được thế nào là bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện trong cái video này để cho các bạn nắm rõ được tại sao lại phải mua bảo hiểm tự nguyện nhé thì đối với cái bảo hiểm bắt buộc đây nó chính là bảo hiểm dành cho cái xe đấy thì khi mà bạn mua cái bảo hiểm bắt buộc này thì khi mà bạn sang tên cho cái cái khác cho người khác thì bạn có thể tặng được cái bảo hiểm ấy sang cái xe mới đấy là đấy là đấy là cái bảo hiểm bắt buộc bảo hiểm bắt buộc này là các bạn phải mua nếu không mua thì sẽ không được phép lưu thông và cái đấy nó thể hiện bằng cách là có một cái tem dán ở dưới biển số của bạn ở đằng sau ấy các bạn đi xe máy sẽ biết được là cái tem đấy thế còn cái bảo hiểm tự nguyện này là dành cho cái việc là nó sẽ bồi thường cho bạn trong trường hợp là khi bạn xảy ra va chạm đối với cả người khác ví dụ như là bạn đi xe bạn đâm vào một cái gì đấy đâm vào đối phương gây ra tai nạn có vấn đề gì đấy thì cái bảo hiểm đấy nó sẽ hỗ trợ cho bạn trong cái vấn đề đền bù và cái mức đền bù của nó tối đa là lên đến cả hai xe van rất là nhiều luôn nếu trường hợp là bạn đâm nặng thế còn một cái một cái nữa mà ít người biết là khi bạn mua cái bảo hiểm tự nguyện đấy nếu trong quá trình bạn đi đường bạn gặp sự cố thì bạn có thể gọi điện đến cái số điện thoại mà bảo hiểm người ta cho bạn được hỗ trợ miễn phí ba lần là cẩu xe về đấy cái đấy là rất là ít người biết khi bạn mua bảo hiểm tự nguyện cho nên là các cái công ty uh, doanh nghiệp lớn người ta thường yêu cầu nhân viên của mình là khi đi làm bắt buộc phải mua cái bảo hiểm tự, tự nguyện cái bảo hiểm tự nguyện này có tên là nini hoken mọi người nhé mọi người có thể lên trên mạng search từ tiếng nhật là nini hoken hoặc bảo hiểm tự nguyện đấy thì uh, bạn này mua thế thì hồi đấy mình mua là năm đầu tiên là ba man hai thì ra đấy là người ta tư vấn cho người ta nói chuyện tư vấn xong thế nhưng mà sau một năm mình dùng ấy, thì mình cũng đã tự mình đi mình đến mình mua bảo hiểm tự nguyện đấy thì mình có số đăng lại về ở bên đấy và người ta cái mức giá năm thứ hai của mình giảm xuống có một man bảy đấy các bạn ạ à. đấy một man bảy và cái lúc mà mình đi mua cái bảo hiểm tự nguyện tại chỗ ô tô của mình thế thì mình cũng xin chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn ở đây là khi mà mình ra đấy mình cũng nên nói chuyện thật kỹ với cả cái phía người bán bảo hiểm đấy bởi vì, vì người ta hay đưa cho mình rất là nhiều các cái gói và nhiều khi nếu mà mình không biết ấy thì người ta sẽ tư vấn cho bạn kê gói mức giá rất là cao. Thế nhưng thực ra thì uh, nó cũng có hai mặt các bạn nhé. Nếu các bạn mua bảo hiểm giá cao thì giả sử có vấn đề gì thì sẽ được bảo hiểm người ta uh, đền bù cho bạn nhiều hơn uh, và thứ hai nữa là uh, khi mà bạn gặp sự cố gì ở trên đường ấy thì cũng được uh, hỗ trợ tốt hơn và hoàn toàn là miễn phí không mất tiền trong vòng 3 lần các bạn nhé. Thế còn uh, Ừ, nếu như các bạn mà đã có kinh nghiệm về việc mua bảo hiểm, kinh nghiệm lái xe rồi, thì tùy theo mỗi một người, cái này rất là khó tư vấn bởi vì tùy theo mỗi một người nhé. Các bạn phải tự tự nhìn nhận lại cái cái khả năng của các bạn, điều kiện của các bạn như thế nào. Thế còn mình xin chia sẻ đây là cái kinh nghiệm của mình thôi. là mình đã từng lái xe ở Việt Nam rồi, cho nên là mình mua bảo hiểm và cho tự nguyện nhé. Cho xe máy thì là năm thứ hai là một văn bảy rồi, thì mình xin chia sẻ thêm về cái, cái bảo hiểm tự nguyện dành cho ô tô nữa là mình mua cho cái chiều phía đối phương thôi thì bảo hiểm tự nguyện nó có cả cái chiều là dành cho cả bản thân mình nếu mà xảy ra vấn đề gì thì xe mình có hỏng thì cũng được bảo hiểm người ta đền bù cái phần cái phần chi phí sửa chữa đấy ví dụ bạn mang ra cửa hàng chi phí hết bao nhiêu thì bảo hiểm nó sẽ đền nó sẽ đền giả cho bạn thế nhưng mà bạn nhớ một cái điều là nó có hai mặt là khi mà bảo hiểm nó đền cho bạn như thế bạn không phải mất tiền nhưng mà đến năm thứ hai bạn mua bảo hiểm thì sẽ tăng phí lên rất là cao mình cũng xin chia sẻ là ví dụ như là nếu bạn mua bảo hiểm một chiều dành cho phía đối phương thôi thì như của trường của mình là mình mua một năm hết 7 man thế còn à, nếu như bạn mua cho hai chiều thì mỗi một tháng hết một man mốt là một năm hết khoảng hơn 12 man thì mình cũng xin kể một cái trường hợp của một cái ông anh của mình cũng ty cái bác ấy đi mua đi đường thì chả may gặp phải một cái ông va quẹt phải một cái ông người nhật thì ông ấy cũng, cũng có ăn vạ thì anh ấy cũng phải đền bù khoảng tầm 50 man gì đấy cho ông người nhật đấy thế nhưng mà bảo hiểm người ta à, trả hết cho mình nhưng mà sang đến năm thứ hai như mua cái bảo hiểm tự nguyện đấy thì nó từ rơi vào từ hơn 10 man nó lên đến 20 man một năm. Cho nên là cái đấy là tùy theo mỗi một người nhé. Thực sự thì mình cũng không khuyên là các bạn là nên mua cái gói rẻ nhất hoặc là nên mua cái gói đắt nhất. Mà tùy theo điều kiện của các bạn để các bạn chọn cho mình một cái gói bảo hiểm mà nó phù hợp nhất. Thì mình thì mình hay mua của Zia, Kiosai Sai. Thì các bạn có thể tham khảo một cái một cái hình thức bảo hiểm như thế. Đây là, đây là bảo hiểm gia Kiosai Sai nhé các bạn nhé. Thì mình mình mua đây Đấy thì người ta có đưa cho mình những cái quyển khi mà mua thì người ta có đưa cho mình những cái quyển như thế này để mình có thể mình um, tham khảo thêm thôi thế thì tùy theo nhé các bạn cứ uh, tham khảo nó sẽ đưa cho mình những cái gói bảo hiểm để các bạn có thể lựa chọn được cho nên là các bạn cứ ra đây nói chuyện tham khảo tự tin lên còn nếu như các bạn mà tiếng nhật mà kém thì các bạn có thể là dẫn một người nào biết tiếng nhật một chút thì người ta đi người ta dịch cho bạn để bạn nghe để hai bên trao đổi xong là, là 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 bạn mua bảo hiểm vì thực ra là là khi mà bạn đi mua bảo hiểm ấy thì người ta vẫn rất là nhiệt tình và rất là cởi mở thôi nếu như bạn không biết tiếng nhật thậm chí ở đấy người ta còn có người biết nói tiếng anh người ta có thể nói tiếng anh cho các bạn thế còn đối với các bạn mà thực tập sinh mà đi xe máy 50 cc ấy, thì các em có thể có một cái cách khác là các em ra một cái cửa hàng người ta buôn bán xe máy ấy, em hỏi mua cái bảo hiểm tự nguyện đấy thì người ta cũng có thể hỗ trợ cho em được vì thực ra là nói thật là ừ, các bạn đừng sợ là tiếng nhật kém hay là không 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 biết gì các bạn cứ ra đấy dù là biết ít hay biết nhiều các bạn nói người ta vẫn hiểu và người ta sẽ cố gắng giải thích cho các bạn chứ người ta cũng không có thái độ là khinh biệt người nước ngoài đâu ít lắm mình ra đấy mình nói chuyện rất là nhiều lần rồi với cả người Nhật ở khu vực của mình rồi thì thực sự là cũng có người, người ta khinh khinh hoặc là người ta thấy thái độ không thân thiện này thì mình cũng bình thường đấy, mình cũng không quan tâm thế còn những người nào mà thực sự là mình nhà sử dụng dịch vụ của họ đương nhiên người ta phục vụ mình người ta có tiền thì người ta sẽ thích cho nên là các bạn cứ yên tâm một điều này các bạn bỏ tiền ra các bạn đi mua dịch vụ của họ thì đương nhiên người ta sẽ phục vụ mình chứ không có chuyện là người ta tỏ thái độ này kia đâu thế nên là rất là mong các bạn là có thể là có được cái kinh nghiệm là mua cái bảo hiểm tự nguyện ở Nhật Bản này các bạn nhớ nhé bảo hiểm tự nguyện rất là quan trọng khi mà phòng tránh cho các bạn trong trường hợp mà các bạn trả may rủi ro gặp phải vấn đề va quẹt ở trên đường thì sẽ có bảo hiểm người ta đền bù hoặc là xe bạn có gặp sự cố thì gọi bảo hiểm thì người ta cũng sẽ cố gắng đền bù chứ còn tùy theo điều kiện của mỗi người các bạn hãy tự nhìn nhận bản thân và tự xem điều kiện mình như thế nào để các bạn mua cho mình một cái gói bảo hiểm phù hợp nhé. Nếu mà thấy video mình hay, hữu ích và cảm thấy có ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và đặt câu hỏi để cho mình ra được những cái video tiếp theo phục vụ cho tất cả anh em. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ và thành công.